Gặp hình ảnh một bà cụ đang ngồi co go bán rau củ hay như thế nào, cặp cây cầu luôn cô bác anh chị. Không biết là bà cụ này cuộc sống như thế nào. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn ghé thăm bà cụ. Ủa bà ngoại, ủa sao bán ở đây? Chị bán quậy để sống với thằng khờ chứ thôi làm sao chịu nổi chú. Mình ngồi không mà anh tiểu ở đâu có cho mình. Ôi trời, người có cho chịu không? Nhiều khi người ta mua đồ nè, cái rồi người ta trả tiền có dư vậy, mua chừng 20 người ta đưa 25, người ta cho 5 ngàn, nó cho bà uống cụ quê. Là bây giờ không còn ước muốn gì nữa hết á. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, Bến Trì. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại địa phận của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bắt gặp hình ảnh một bà cụ đang ngồi co go bán rau củ hay như thế nào, cặp cái cầu luôn cô bác anh chị. Không biết là bà cụ này cuộc sống như thế nào. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn ghé thăm bà cụ. Ủa bà ngoại, ủa sao bán ở đây? Chị bán quậy để sống với con khờ chứ thôi làm sao chịu nổi chú. Bà nuôi con, nuôi cháu khờ hả? Con khờ hả? Nhà bà ở đâu? Trong đám chui á. Dạ, ở trong cái đám chui đó. Ở trong đám chuối hả? Sống ở trong đám chuối hả ngoại? Nhà ở trong đó. Nhưng mà nhà bự không? Nhà nhỏ. Nhà nhỏ hả? Dạ, để con lại, con lấy đồ cái con hỏi thăm ngoại ha. Lúc nãy thì gần xe lại thấy bà cụ còn được một cái cốc này là bồ ngót. Con chào ngoại ha. Anh em tụi con đi ngang đường gặp ngoại á thì con thấy ngoại che một cái cây dù. Cái nơi bán của ngoại nó khác lắm, không phải là bán ở chợ mà lại bán cặp cây cầu. Bán đi chợ không nổi chú ơi. Dạ. Già rồi đi không nổi. Ngoại năm nay là bao nhiêu rồi? Năm nay 92 tuổi. Trời, 92 tuổi rồi. Con không tin luôn, 92 tuổi mà ngồi ngoài nắng che cây dù mà bán rau như thế này nè. Thiệt, ổng cũng 92 tuổi mà ổng chết rồi. Dạ. Ổng bỏ thằng con khờ cho tôi nuôi, bây giờ tôi phải lo. Dạ. Tôi mới bán thằng nuôi thằng con khờ, nó ở tổng cột, nó ở tổng. Cột ở tổng hả? Ừ, chứ để nó đi theo kiếm sao nổi. Con bà cụ bao nhiêu tuổi rồi? Thằng đó nó tuổi hợi, năm nay 50, 51 gì đó không biết. À. Rồi có vợ con gì không? Không, khùng khờ mà con vợ. Dạ, chỉ có một người con thôi hả ngoại? Hai đứa, một đứa lớn nó khôn rồi, nó có vợ có con, nó ở riêng mình, nó ăn. Còn cái thằng nhỏ ở với tôi, ổng ở với tôi, với thằng nhỏ mà ổng chết 2 năm rồi. Dạ. Là tôi phải nuôi thằng khờ này. Dạ. Chừng nào tôi chết á thì thằng con tôi nó phải về thằng anh nó nuôi, chứ giờ chị dâu thì khó quá, đâu phải em của nó mà nó lo, mình đẻ thì mình phải chịu. Ngoại bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Tảng sáng ra bán tới giờ chưa vô thì cột nó tổng sáng nấu mì tôm cho nó ăn, rồi cột nó đó gót cho nó ly nước rồi lát mới vô. Thấy con người ta lớn á, người ta mạnh khỏe ta đi làm, còn ngoại từng tuổi này lớn dù tuổi già mà còn phải nuôi con hơn 50 tuổi nó buồn không? Vậy chứ giờ lỡ rồi làm sao giờ? Giờ để nó ở chị dâu nó không có chịu. Nó cứ nó đòi về nhà đây không à. Rồi sao phải cột lại ngoại? Có đánh đập ta không? Nó đi. Đi khơi ngoài đường về nè rồi. Đi xe đụng tày tay đầy đầu gối, bây giờ cột để đi rồi bữa đụng chết. Đi dọc đường như vậy là có quậy loạn gì không ngoại? Hả? À, đi dọc đường như vậy có quậy loạn gì không hay không, là không phá phấy gì ai hết. Dạ. Nó dạ. Đi rồi người ta cho nó hút thuốc, nó quen thuốc rồi. À. Là dưới uống nước trà rồi nó đi, nó khát nước rồi nó ghé nhà người ta uống nước trà. Rồi đi mình cũng có thuốc cho nó, cũng lạnh thuốc nè. Mà đâu dám đưa. Đưa nhiều nó hút nhiều. Đưa lần hai ba điếu mà đâu dám đưa nhiều, nó ngồi nó hút hoài. Mình cũng lo cho này con. Là thuốc ngoại mua cho con của mình đó hả? Ừ. Bán được nhiêu mà mua có thuốc này nhiêu tiền? Có thuốc này 700 hay 70 gì đó quên. 7,000. Ừ. Là... bây giờ lãnh hay quên quá chú ơi. Dạ. Sáng giờ ngoại bán được nhiêu tiền rồi?
bán được nhiều rồi nè, cũng 50-60 gì nè. Con coi nha, con không phải lấy tiền của ngoại đâu. 70 ngoại cầm đi để con coi coi. Mà 80 nè. À, cái này là nhiêu đó? 90 à. 95 ngàn. 95 ngàn. Bị bán cốc đó. Cốc này là sao? 20 ngàn bịch. 20 ngàn bịch. Cốc này là ở 2 kg. Ngoại lấy người ta hay là sao? Nhà mấy cái cốc bự đó không ai mua, cái rồi mình biểu thằng con của mình nó bẻ xuống bán cốc sống người ta không mua, mới biểu nó mua khí đá nó vú mình ra đây bán bậy nó. Chưa cốc chính ra bán vú khí đá, cái này cốc ngoại phải vú khí đá để cho khách mua. Khí đá. Rồi ai chọc con của ngoại hả? Con của ngoại thọc xuống hả? Nó lấy lòng nó bẻ. Dạ. Còn rau ngót này ngoại. Rau đó có 5 ngàn bó. 5 ngàn bó, rẻ ha. Bán này vừa nồi canh luôn á. Vậy chứ đi chợ không nổi. Cốc được ra đây ngồi bán vậy chứ. Rau ngót này là ai cắt cho ngoại? Sách không nổi. Ai cắt? Tảng sáng á. Là nó lại đây nè, nó xách ra cho tôi rồi nó đi mình con á. Mình bán ế thì mình phải lần lần xách ít ít vô chứ xách không nổi. Phải xách nổi thì tôi quăng đi bán hết rồi. Bây giờ già xách không có nổi. Mấy giờ ngoại đi ra đây ngồi bán? Sáng. Sáng tờ mờ là đi bán sớm rồi. Ai sắm cho ngoại cái dù á? Cái dù người ta cho. Người ta cho hả? Ngoại chỉ cầm tay thôi chứ không có được dựng xuống nữa. Mỏi tay nè. Cầm dù là mỏi tay lắm á. Phải kệ nó chứ nhà mỏi mà ngồi nữa chứ đi không nổi. Đi về hai cái giò này nó nhức. Nó nhức đi nó nhiều khi bước cái nó chùm. Dạ. Mà đi không được. Ngoại nhìn đẹp lão ghê á. Mỗi ngày thu nhập vậy á đủ sống cho bà với con của mình không? Chắc được. Còn ba cái cốc nữa kìa, mấy cây cốc đó mà nó chưa có bẻ, bẻ mới có 1 cây. Thông tin với cô bác anh chị đó, chạy ngang là cái cầu này á, cái cầu Vĩnh Bình này á, thì gặp ngoại ngồi đây thấy bán lủi thủi. Ôi mình nói tại sao ngoại không bán ở chợ mà lại bán như thế này, niết mà ngoại đi không nổi. Hỏi thêm luôn câu chuyện, ngoại nói là bán phải nuôi một người con khờ nữa. Thành thử là mọi thứ nó đều gồng gánh trên cái đôi vai hơn 90 tuổi của ngoại à. Yeah. Giờ thấy người ta nghỉ hưu hết, mình còn ngồi đây mình bán lủi thủi gì buồn dữ mày. Vậy chứ đâu ai nuôi thằng khờ này, nó ở chị dâu đâu có được, đâu phải em ruột của nó, nó lo, nó nạt, nó nộ này kia, cái lo dùm. Cứ cùng khờ này, nó muốn mận gì mận, la nó không được, quýnh hoài cũng vậy. Mà ở ngay tại cái chợ nhỏ xíu tự ngoại phát sinh lên như thế này nè, thì ngoại bán được mấy món đồ? Thì sáng bán 3 bùn ngót với 3 cốc đó. Dạ. Cốc đó là bán 4 tấm, mà còn tấm rồi mỗi 1 tấm. Tấm này 20, 4 tấm là được 80, mà còn lại 1 tấm. Gọi là 1 tấm. Bán bùn ngót đó. Bùn ngót này được mấy bó? Bùn ngót đó nãy giờ bán hết rồi còn 2 bó đó. Mà ngoại đem ra mấy bó? 5-6 bó đó. Chỉ ngày nay hôm nay bán gì, ngày mai bán khác hay sao? Ở đây con nghĩ là người ta vừa mua vừa cho ngoại luôn á. Đúng không? Có cho. Nhiều khi người ta mua đồ cái rồi người ta sẽ cho bà 10 ngàn nữa, bà uống cà phê mà già đâu có uống. Sáng là nấu cho nó mì tôm nó ăn, rồi gót ly nước để đó cho nó. Rồi mình ra đây ngồi bán. Rồi trưa mới ăn cơm. Dạ. Rồi ngoại phải đem ra từ nhúm ra đây ngồi bán cho đôi, đem lần đâu nổi. Khách không nổi. Bữa hổm á, xách ra đây để đây ha, chạy vô đó xách, bữa này người ta xách mất tiêu. Rồi bây giờ người ta xách của ngoại đi mất tiêu luôn hả? Rồi bây giờ đó là sáng xách ra để chỗ cái cây dừa đó, để đó rồi vô xách nữa hết rồi, xách ghế này ra đây rồi mới lại đó, xách lần lại. Ô, nghe bà cụ nói mà thương ghê trời, xách ra tới đằng này vô tính ra xách thêm bịch nữa, bịch này mất tiêu. Ôi trời ơi. Chắc người ta nghĩ ai bỏ quên đó, chứ ta đâu có lòng tham của ngoại đâu, chứ biết ngoại mai mốt là không có ai lại dám lấy đâu. Tôi lấy cái nón vậy ha, tôi đậy lại, tôi lấy cây gậy, tôi dằn lên rồi lát tôi ra mất tiêu rồi. Đây đưa con cầm cây dù cao lên cho ngoại đội nón lá lên coi con coi đẹp lão dữ không. Trời ơi,
đúng là bà ngoại miền Tây luôn á. Ở cạnh đây con cầm cái con với anh Đồng cầm cái cây dù cho ngoại đỡ đỡ mỏi tay. Mấy chú ở đâu rồi? Tụi con ở Đồng Tháp. Hôm nay là gặp được ngoại đây là thấy thương quá. Tụi con thì đi xa nên không có mua bồ ngót được. Dạ. Mua cốc thì được. Mà bây giờ nè, ở trong vỏ sách còn gì nói cho tụi con nghe với ơi. Vỏ sách còn gì con mua tiếp cho. Hết rồi. Đâu? Không hết. Tin đó. Hết rồi đâu còn gì. Bọc giấy không à. Ôi. Ở tiền nữa kìa. Tiền rớt để đó lát nữa lượm. Lát lượm trời. Coi chừng con lượm á. Ở nhiều nè. Trời ơi. Bạc nhỏ, bạc nhỏ không à. Bán có người ta 50 kìa. Cái này tiền nhà đem ra mà ta mua cái mình thối. Thật ra để anh nói cho Hồ nghe. Ngoại lớn tuổi rồi, chín mấy tuổi rồi. Nhưng mà cũng rất là kỹ lưỡng và tinh tế nha. Cái lúc ở đằng xa xa mà cũng đi lại là cũng thấy ngoại sọn sọn tiền hay gì rồi. Là ngoại cắt bớt, sợ mấy anh em con là... kẻ xấu. À đúng rồi. Đúng phải không? À con thấy hình ảnh ngoại sọn sọn gì trong túi á. thấy mấy anh này ảnh thanh niên mà... chìa khóa cửa bỏ trong túi này chứ để nhà là... cái nó đục nó phá. À... bỏ chìa khóa đây nè. Ở trong túi nè chứ để ngoại được bị... đâu sáng nay ăn gì con thấy gì kìa, lấy ra cho con coi với coi. Tôi giờ là tôi quên. Dạ... cái tuổi hay quên đó, thương lắm. Dù cho mà kẻ xấu có lỡ lấy giật miếng này còn miếng kia để dành ăn. Để hai bên. Đúng không ngoại? Nói ngoại con không nghe rõ. À. Nhưng mà chín mấy tuổi mà lỗ tai của ngoại vậy là biết, tốt lắm á. Vậy lắm chú nói nhỏ tôi không có nghe. Dạ. Ý con nói á là ngoại chia tiền làm hai nơi để cho kẻ xấu mà có lấy tiền ở đây vẫn còn tiền ở trong vỏ. Cái này là đem theo để người ta có đưa tiền lớn mình thôi. À. Còn cái này là sáng giờ bán. Dạ, cái nón lá của ngoại là bao lâu rồi? Ôi, lâu lắm rồi mà nó rách hết trơn. Rách dành luôn hả? Rách dành mà rách mấy cái nang ở trong luôn rồi. Kệ nó, đội bậy nó. Nón lá này theo ngoại mấy chục năm rồi? Lâu rồi, mà mình đâu có đi đâu nên mua nón mới nữa, kệ nó. Mang nón mới cho steam. Đâu cho có, đẹp. Đâu có đi đâu xa, đi ra đi vô nhà đây không. Rồi ngoại thì sống chung với người con khờ của mình. Bây hiện nay thì đang đội nắng để bán từng bó rau. Thì mỗi khi về nhà thì ai nấu cơm để cho ngoại? Tôi ăn. Nấu ăn. Về đúng là không? Ngoại tự nấu luôn. Tự nấu. Bây giờ như thế này con nè. Dạ. Con nó ở xa. Hai đứa con gái nó mua đồ ăn. Nó đem lại nó cho, có khi nấu chín nó đem cho, có khi sống. Dạ. Có sử dụng điện thoại gì không ngoại? Hả? Ngoại có sử dụng điện thoại không? Không nghe. Ngoại có sử dụng điện thoại không? Không biết mấy cái đó. Không biết mấy đó. Ngoại biết cái máy con cầm là gì không? Không. Không biết. Có nghĩa là hồi đó giờ không có tiếp cận với công nghệ nên ngoại không biết, chỉ biết bó rau với lại cái cốc thôi. Bây giờ con mua hết này nè, bán nhiêu? Bán rẻ đi, con mua cho. Về hai, sớm. Thì hai cái này 10 ngàn à. Còn nhiêu, hai cái này nhiêu? 10 ngàn, cái này 20. Bớt đi, bán mắc quá. Bây giờ nói thiệt, mua xô luôn á, bán, mua bán lại. Dạ. Bây giờ nói thiệt đi. Bây giờ nói thiệt đi, bán mắc quá à, mua con mua xô con bán lại. Vậy thì hai cái này tôi cho chú, tôi lấy tiền bịch cốc thôi. Ồ, chỉ cho luôn hả? Vậy ủa? Sao mà chú cũ cho? Ủa kỳ vậy? Không phải, vì sao mà ngoại cho ba anh em con? Chạy với mấy chú là dạ. Phải nói tôi thấy cũng tội nghiệp. Bữa nay là ngoại chơi là sale sập sàn luôn. Sale ốp có nghĩa là giảm giá sập sàn luôn, bán 5.000 bây giờ bán hai cái còn lại 20. Kỳ vậy? Ngoại bán gì lỗ sao? Cái của nhà ra hái chứ đâu có mua của ai. Bởi vì tụi con đi ngang nè, thấy cái trái cốc thèm muốn chảy nước miếng luôn á. Mà ngoại bán mắc quá, hết tiền mua không được. Bây giờ bữa ổng tôi bán sống có 10.000 ký, bữa nay chín cũng 10.000. Hay là thấy người ta chạy xe sang cái bán mắc. Phải không? Không có. Bán cũng có giá một. Nói thiệt đi. Thiệt. Thấy con mới giới thiệu là Đồng Tháp qua cái bán giá cao đúng không? Không
cây kìa. Nghe ngoài nói mà năm nay không có ai mua, mỗi năm người ta lỡ người ta mua sát, người ta bẻ. Rồi năm nay làm như mà bệnh nghe người ta ế, người ta không có lợi mua. Ủa nó con hỏi ngoại thử coi, là bán trễ nhất là mấy giờ ngoại mới về? Không có đi chợ lâu rồi. Bán trễ nhất là mấy giờ ngoại mới về? Bán đây hả? Dạ. Bán đây trưa hết mới về, rồi không hết thôi cũng về, ngồi nắng quá chịu không nổi. Chịu không nổi ha. Rồi những lúc trời mưa ngoại có ngồi đây bán không? Trời mưa phải đem tấm mũ. À, cũng ngồi đây bán luôn. Ừ, qua đây cái rồi mình ngồi đây có mưa mình tràn luôn, mắt mưa về cái nằm mẹp. Rồi tấm mũ đâu, tấm mũ đâu? Tấm mũ bữa nay không có đem, bị trời nắng. Ôi trời ơi, ngày nào con cười đau bụng luôn á. Tấm mũ bao phanh ở trong đó nó vuông vuông vậy nè, giặt sạch sẽ rồi mình tràn, chứ thôi lạnh về bệnh. Ôi ơi, mưa mà ngoại còn ngồi đây dầm mưa bán không, luôn. Mưa là chạy bỏ không á. Chạy bỏ luôn. Chạy bỏ có khi nào bị mất không? Hốt để trong hốt đó. Hốt được nè, hốt được đó. Để bữa nay người ta lụm hết. Có lần nào bị lụm không cậu? Không ngoại? Thì có lấy bữa hổ một lần đó thôi, nay đâu có dám đem ra nữa lấy. Vậy là mưa lớn quá là bỏ của chạy lấy người. Không, không, nhiều khi mưa mà thấy chuyển nhiều đó là tôi chạy vô trước chứ không để mưa mất. À. Mưa mắt là gì nằm mệt luôn suốt men đâu, ai lo cho. Ngoại thứ mấy? Tôi hả? Dạ. Tôi thứ năm. Thứ năm, ngoại năm. Ừ. Ở đây nếu như mà người ta hỏi biết ngoại là bán rau củ thì kêu ngoại năm gì? À, ổng á, thì ổng tinh niên mà ổng chết rồi, 2 năm rồi. Dạ. Còn tôi thì vợ ổng. Dạ. Phạm Thị Năm. Ngoại, ngoại mớm mớm cười dễ thương quá à. Găng cũng mới tên nè. À. Đâu ăn gì được. Còn có con cái à? Còn găng này nè, quẻ không dám quẻ. Hàm tên nó nhất. Nhất. Bẻ rồi sợ nó nhức đầu, người ta nhổ găng gì người ta chết hoài hà. À. Nhổ hàm tên nè, động đâu trên đầu á. Thôi ngoại để đó đi cho nó đẹp. Còn cái này còn không dám nhổ, đau ngậm muối. Ngoại bây giờ con hỏi ngoại có ước muốn gì không? Giờ già muốn gì nữa giờ? Sống nay chết mai thì là thôi nuôi nhỏ đó vậy tới đâu tới vậy. Ước muốn trúng số đặc biệt. Thôi. Sao vậy? Không có tham cái gì nữa hết. Sao không tham nữa? Không. Ngoại nói nghe thương gì không? Ước muốn bán ngày đừng triệu. Thôi. Sao vậy? Bây giờ mình ngồi không mà anh tiểu ở đâu có cho mình. Ôi trời. Rồi có cho chịu không? Nhiều khi người ta mua đồ nè, cái rồi người ta trả tiền có dư vậy, mua chừng 20 rồi người ta đưa 25, người ta cho 5 ngàn, nó cho bà uống cà phê. Là bây giờ không còn ước muốn gì nữa hết á. Cho tiền nhiều cũng không phái luôn. Cho tiền nhiều phái không? Chút đỉnh nữa chứ đừng cho nhiều nữa, tôi mang tội dữ lắm chú ơi. Ồ, chút đỉnh là nhiêu, còn nhiều là nhiêu ngoại? Chút đỉnh là 10 ngàn vậy thôi, đừng cho nhiều. Tôi ăn của mấy chú nữa, tôi chết đầu thai nữa, tôi lên nặng khổ dữ lắm, phải mần mọi mà trả cái quả đó. Tôi nhỏ ở đạo Hòa Hảo ở chùa đó mà giờ đi chứ không nổi nữa. Vậy là ngoại đọc cho con vài câu sấm giảng của đạo Hòa Hảo con nghe với. Nói về lực nhân quả. Đạo Hòa Hảo hả? Dạ. Để tôi nói chú nghe nghe. Người đời ai cũng vậy. Để nhớ cái hả? Người đời nhân khổ gì đây nè, để vắn tắt. Mà tối mình nguyện, mình cúng có mấy bài nguyện, không còn cái bài này, cái bài thi. Sống tạm tham vui, thở thắt rồi chịu khổ ngàn năm. Một mai thẳng xuống suối vàng, bốn dốc cứng như cục đá. Cơn hối vương tay cắn cẳng, lúc ngặt mình há miệng trận trồng. Dẫu vợ con yêu dấu không phép cầm hồn, tuy khúc nhục tiếc thương khó về thế mạng. Người sống luôn lị châu chân chứa, chết rồi hồn phát triển. Đường u minh như dạng dạng rồi, nơi dị cảnh thiệt là bỡ ngỡ. Cửa nhân quỷ qua ranh càng thảm, cầu nại hà thấy nhiệt mà ghê. Cách dân gian mới được 7 ngày, xuống âm phủ trải đà nhiều điện. Phán quan độc án chẳng dung tình,
quỷ sứ cầm thương không dị mặt. Kiếp trước tôi đạo linh tiên, lúc còn làm giữ hành hang đồ bị lửa bị đau, sao ngỡ là địa ngục gạt đời. Nay thấy huynh dương phải một hồn đã bò càng, miền hả giá sắc còn nằm ngửa, giữa quên tài ngày giấc hoặc ngày dài. Mấy 6 tháng 7 từ nực mau sình, giờ tuổi nước hàng sơ có cuối hôi bơi theo phong tục thổ, đốt lên to, giữ thể thống giàu hoàng để tế. Lúc nửa da thân thịt nay quá buồn lầy, rồi nằm dầm đất cuộc xương sẽ ra tro bụi. Niềm ương ái ngày xưa lạc lẽo, quên hùng đi trước tiêu tan, tấm mũi chí luôn ghi lời mộng. Hay quá. Ai dạ. Hỏi một lần nếu thân sống mình tu ít quý. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá ngoại ơi. Mặc dù là ngoại lúc quên lúc nhớ, nhưng đối với ngoại những cái câu sấm giảng á thì ngoại luôn nằm lòng. Và ngoại có nguyện rằng ngoại nói nguyện rằng đến 100 tuổi già thì sao? Thì già chết chứ sao. Bây giờ mình ăn hiền ở lành được rồi, đừng làm gì hung dữ mà chửi với ai lấn lướt gì ai. Anh cầm cái dù đi hỏng. Lên mạng mấy con của nó cự quá trời, thì nó la, tụi con nuôi bà không nổi sao mà để người ta chụp hình để giao tùm lum xứ này qua xứ nọ nó cự. Có ai chụp chưa? Có, hôm đó nước ngoài người ta cho tiền người ta chụp vì nó cự quá trời. Thông tin với lại các anh á, khi mà xem được đoạn clip này đó, đây là một hình ảnh một bà cụ ở miền Tây rất là đẹp lão luôn, nên là nữ là anh em của tụi mình đến đây để thăm bà, chia sẻ về một bà cụ cuộc sống đơn giản hàng ngày là bán rau để mà nuôi con của mình. Đây là một cái câu chuyện khá là bình thường và khá là nhân văn. Không phải con của ngoại mà bỏ ngoại như vậy, mà con của ngoại cũng thường xuyên nuôi ngoại. Nhưng tuy nhiên á thì ngoại phải nuôi đứa con trai khờ, thì ngoại bán kiếm nhiêu được kiếm. Người ta nói mà lao động á, lao động thì nó càng thêm khỏe, ngoại ở nhà thì sẽ bệnh à. Nên là nữ là hôm nay gặp ngoại là rất là vui. Cho tiền không lấy luôn. Cho nhiều không lấy, lấy ít thôi hả ngoại? Lấy 10 ngàn, 20 ngàn thì lấy ha. Mỗi chút ít à, lấy nhiều mang tội. Dạ. Mình người đạo. Cho nhiều là mang tội, lấy nhiều là mang tội. Ừ. Lấy ít là mình không có ăn tiền ăn cơm. Chút đỉnh thôi kệ. Tại đời mình khổ mình chịu à. Dạ. Không còn ước muốn gì nữa hết á, già rồi. Già rồi không muốn gì, chừng nào chết chết à. Dạ. Chừng nào chết chết hả ngoại? Không biết là cô bác của anh chị khi xem qua đoạn clip này như thế nào á, nhưng đối với ngoại á thì những cái rau củ như thế này á, những cái rau củ như thế này nè là con cái của ngoại á hái cho ngoại bán, biết đâu đó thì cái sức lao động này nè nó mang lại cái giá trị cuộc sống cho ngoại thêm yêu đời hơn nữa, ngoại có thể sống hơn 100 tuổi luôn. Ngoại nói là được nhiêu thì được. Đó, bó này chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà hôm nay là gặp mấy anh em ngoại siêu sập sàn luôn, còn không đồng. Còn này là 20.000, lát nữa mua lên xe ăn cũng được, đúng anh Đồng? À, lát nữa tụi con ủng hộ hết cho ngoại. Bây giờ con hỏi ngoại gì nè, hôm nay ăn dữ gì cho tụi con coi với, ăn gì ngồi đây bán. Hôm nay ngoại ăn cái gì để ngồi đây bán? Trời ơi, con nó cho đây nè mà đâu có ăn. Ăn ở cổ. Mày mì nấu với thịt. Mì nấu với thịt này ngoại nấu hay sao ạ? Nó nấu, nó bưng lại. À, bản sáng nó xách đồ đi rồi con nó nấu. Con của ngoại nấu. Con ngoại cũng có hiếu lắm, chứ không phải là bỏ ngoại đâu. Nó đâu có bỏ, nhưng mà nó cũng nghèo, nó đi mượn mướn người ta. Sáng để nó làm cho mình thì nó đi. Ở bây giờ thì cái người giàu á thì san sẻ yêu thương đối với những cái hoàn cảnh hơi cơ cực. Đối với ngoại thì chắc có lẽ là chia sẻ đoạn clip này cô bác anh chị sẽ rất là thương ngoại luôn á. Và đặc biệt là các anh em của tụi mình cảm nhận á, ngoại nó đựng cho nhiều tiền, kiếp sau trả mệt lắm. Cho ít ít tiền thôi. Dạ. Cái đời tôi khổ từ hồi nhỏ tới lớn, hồi 12, 13 tuổi mồ côi mẹ rồi. Khổ dữ lắm. 12, 13 tuổi mồ côi mẹ. Dạ, là có chồng lúc trước đây ngoại làm gì? Chồng lúc trước mình dâu cả chục năm, người ta ăn hiếp dùm chị em bạn dâu, người ta côn mình ăn hiếp, mình không dám nói nữa. Rồi sau đó là làm dâu rồi ông ngoại với bà ngoại làm cái công việc gì để sống? Trời ơi, hồi đó làm ruộng, giã gạo, xay lúa. Làm được mấy công? Nấu xôi.
hồi đó đó làm cả chục con đất lũi xuống giờ đi làm cực rồi, khổ. Rồi bây giờ còn đất không? Đất người ta cho đó, còn đó. Dạ. Đó. Có nghĩa là vẫn còn đất đúng không? Hết rồi. Bán hết rồi, bán hết rồi hả? Không có. Cho con không vậy? Đất thì có bao nhiêu đó, còn bao nhiêu là em chồng thấy. Hồi đó ông chồng tôi đi lính không có nhà chứ không. Rồi ông già chồng cho là em chồng. Dạ thôi đi được rồi. Dạ. À. Con ngoại hả? Ai đó? Nhà bà trong đó hả? Bà khổ không? Bà khổ không? Khổ hả? Em chồng á. À. Nó lấy vợ. Rồi về tới ông chồng tôi ông tự với tôi á không. Ông nói tôi làm sao không nói. Dạ rồi. Thôi chuyện qua rồi thôi bỏ đi ngoại ha. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là ngoại vô cái bọc đi. Vô này vô bọc đi. Chồng bà mất rồi. Mất rồi. Bỏ nằm nó dễ, nằm nó xuống. Chồng bà mất năm nay mấy chục năm rồi. 2 năm. 2 năm rồi. Em mất 2 năm hả? Con trai, nói nghe nè. Nói nghe nè. Con đi bán vé số đúng không? Lại đây chút. Nhà con gần đây không? Bán vé số chưa có về nhà không? Con đem đây về cho mẹ nấu canh. Chú mua tặng con. Nào, bé này bán vé số nè, mấy tuổi rồi? Ờ, có học hành gì không mà đi bán vé số? Ngồi xuống con, ngồi xuống chơi. Sao không đi học? Sao không đi học, nói chú nghe ơi. Nói chú nghe đi con. Tại vì nhà con khổ. Khổ sao? Trời ơi, khổ thở nói chuyện không nổi luôn kìa. Thà ra là rau bồ ngót các anh em tụi mình đi xe nên không có ăn nên mua tặng cho bé luôn. Ai mua 4 tờ tặng con tờ chịu không? Bữa hôm qua còn ở trong trường, bữa nay còn 5 tờ đi. Lát cho riêng 10.000 nè. Thôi, cho 10.000. Rồi, đem rau vào cho mẹ nấu canh chiều ăn. Con tên gì? Phú hả? Phương nhờ. Dạ. Bán vé số. Hôm qua còn ở trên tủ chứ hôm nay mặc áo la. Dạ. Mình cũng đi đường chút hả vậy? Dạ. Mua cho chú ủng hộ tiếp đi. Con cầm cái dù mới có chút mà con mỏi tay quá luôn tụi ơi. Thôi bây giờ ship này vô. Mua bọc cóc luôn rồi. Thiếu đi. Dạ, tôi để dựa đây nè, dựa ghế chứ cầm đâu có nổi. Chắc có lẽ là cũng mỏi tay lắm ha cậu. Thiếu đi nha. Thiếu được không? Cái gì? Thiếu đi. Thiếu đi. Hết tiền mua số hết tiền rồi. Hết tiền rồi, thiếu đi. Mày chịu không? Cái gì không nghe? Mua thiếu. Mua rau, không cho tiền. Mua rau với cốc của ngoại thiếu. Ôi, chịu không? Được. Được. Dạ. Yeah. Rồi vậy là thiếu nha. Rồi xin một cốc này đi về luôn. Rồi ship bao lại đi. Chứ sao bây giờ? 92 tuổi rồi. Trời ơi. Kênh này kênh tên gì vậy? Dạ. Bùi Hồ TV. Dạ. Vậy là tới chừng nào mới lên kênh được? Ủa sao rồi ngoại nói này hết rồi? Đâu có ai mua nữa, đem ra. Còn 3 cái nè. Còn 3 bó rau nữa nè. Không có ai mua nữa. Anh mua rau không anh? Mua bịch rau tiếp ngoại đi, 5.000 bịch. Mua đi anh. Đây, anh này anh mua luôn. Đó, cái miệng của Bùi Hồ phải nó bán đắt lắm. Như đây là mấy 5.000. Có 5 ngàn hả? Đúng rồi, 5 ngàn anh. Một bó 5 ngàn thì đó 15 ngàn đi chứ. Dạ. Nhiều đây mà 5 ngàn là lẩu chết luôn. Đây, vũ bao luôn. Cảm ơn anh. Rồi, 15 ngàn nha. Cảm ơn anh. Mấy người, mấy. Dạ, cảm ơn anh. Đây. Đây,
15 ngàn. Còn bọc cóc dưới kia thiếu ơi. Cảm ơn nha. Chứ bây giờ có tiền đâu trả mà không thiếu. Cái kia hồi nãy nhiêu? Là nhiêu? Cái kia hồi nãy là nhiêu vậy? Hứa nó cho chú mà. Hứa cho là không lấy tiền luôn đúng không? Trả trước 30 ngàn là uy tín luôn nè. Không thiếu đâu, nói thiếu vậy cho vậy, buồn vậy lắm. Cho tôi hả? Này là mua. Còn, còn cho là cho riêng. À, giờ, bây giờ chắc có lẽ là các anh em sẽ thực hiện một cái chuyến đi vô con của bà đang nuôi cái con bị bệnh đó, để tìm hiểu để mà có thể hỗ trợ thay mặt quý của Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cô bác anh chị. Nhớ hãy bấm nút đăng ký để sau khi bà clip bà lên đó thì sẽ được xem cái clip mới nhất của bà ha. Còn bây giờ thì cũng tình cờ thôi, trưa nay các anh em sẽ ăn cóc trừ cơm. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha.